Với thánh lễ chiều hôm nay, chúng ta bước vào chủ nhật thứ hai mùa vọng, mùa chờ mong Chúa đến. Và hôm nay cũng là ngày mà giáo hội mừng lễ thánh Francisco Xavier, bổn mạng của giáo họ thánh Francisco của giáo xứ chúng ta. Chính vì thế hôm nay chúng ta cùng tụ tập nhau nơi đền của thánh Francisco này để cùng với giáo họ mừng lễ bổn mạng của giáo họ. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, đặc biệt là các quý vị trong giáo họ thánh Francisco, biết noi gương của ngài, đó là có tinh thần truyền giáo một cách mạnh liệt, để qua chúng ta đem Chúa đến với những người chúng ta gặp ở đời. Thánh lễ hôm nay, giáo họ thánh Francisco cũng xin mừng lễ bổn mạng, cầu cho tất cả mọi người và cho các ân nhân của giáo họ còn sống cũng như đã qua đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng ái tốt, xin đừng để chúng con mải mê thế sự, chẳng còn hăm hở đi đón mừng con Chúa, nhưng xin dạy chúng con biết ham thích những sự trên trời, hầu được cùng người vui hưởng phúc trường sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài kinh sách Thiên Ý Isaiah: ngày ấy từ gốc Giê-xê sẽ đâm ra một chồi, và cũng từ gốc ấy sẽ đâm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thần số mến, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức. Và thần ấy sẽ làm cho ngài biết kính sợ Thiên Chúa. Ngài không sẽ đoán theo như mắt thấy, cũng không nên án theo điều tai nghe, nhưng ngài sẽ lấy sự công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà khuyên đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Ngài sẽ dùng lưỡi những gậy đánh người áp chế, và sẽ dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Ngài lấy đức công chính làm dây thắt lưng, và lấy sự trung tín làm đai lưng. Sói sống cùng với chiên con, nhau lòng chung với dê, bê con sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy, bò con và gấu sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau. Sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô, trẻ con còn mang sữa, sẽ vui đùa bên hang đánh lục, và trẻ con vừa thôi gấu sẽ thọc tay vào hang thắng đập. Các thú ấy không làm hại ai, không giết chết người nào và khắp núi thánh của ta, bởi vì thế gian đã đầy lấy sự hiểu biết. Chúng như nước tràn đầy đại dương, ngày ấy gốc Giê-xê đứng lên có hiệu cho muôn dân. Các dân sẽ khẩn cầu ngài, và một ngày sẽ được vinh quang. Đó là lời Chúa. Cho bao giờ
vì ta bảo cho các ngươi hay, Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hoạt đá trở nên con cái Abraham. Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây, cây nào không sinh trái tốt sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối. Còn đấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi, và tôi không đặng sách dày người. Chính đấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm đĩa trong tay mà sẩy sân lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rước thì đốt đi trong lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Tôi tin mọi anh duy nhất. Anh kiên công giao và công truyền, tôi tin xưng có một phép đưa đến các con. Tôi trong đời kẻ trên sông này và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, sống trong thời đại ngày nay, chúng ta chịu tác động nặng nề bởi dục vọng trần gian. Chỉ khi có được cảm nghiệm sâu xa về tình yêu nhập thể của Đức Kitô, tâm hồn chúng ta mới đủ sức mở ra đón Chúa và tình yêu cứu độ của Người. Trong tâm tình mừng lễ Thánh Francisco Xavier bổn mạng của giáo họ, hợp với mọi người chúng ta tha thiết dâng lời cầu xin. Đẹp tươi bước chân người đi loan báo tin mừng, tin cho mọi thành phần trong hội thánh luôn ý thức và nhìn thành. Thi hành sư vụ loan báo tin mừng trong mọi môi trường sống, để danh Chúa ngày càng được nhiều người tôn vinh. Xin Chúa nhận lời chúng con. Vinh quang của Đức Chúa như bình chiếu tỏa trên ngươi. Xin cho những người đang làm việc trên cánh đồng truyền giao có trái tim chất chứa tình yêu với Chúa và các linh hồn, để có thể giúp người tin nhận Đức Kitô là Đấng cứu độ trần gian. Xin cho các anh chị em đi bãi biển về thế giới cũng như tinh thần, tìm đường sức mạnh an ủi và đỡ nâng nơi Chúa và nơi mọi người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Các con hãy đi giảng dạy muôn dân. Xin cho tất cả chúng ta, đặc biệt giáo họ Thánh Francisco hôm nay mừng lễ bổn mạng, luôn tích cực thực thi sứ mạng truyền giáo bằng lời cầu nguyện và đời sống đạo đức, để đức tin lan tỏa đến nhiều người xung quanh và lưu truyền cho các thế hệ mai sau. Chúa sai con Chúa đến cứu độ chúng con. Xin cho chúng con hết lòng yêu mến kết hợp với con Chúa, để chọn con người và cuộc đời chúng con được trang chứa sự sống thần linh của Chúa mà đạt tới hạnh phúc đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ và những lời chúng con khiêm tốn này vang. Thật chúng con chẳng có đông chẳng gì, chỉ trông chờ được từ bi ban ơn trợ giúp. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đến trên Thiên Chúa đi đứng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiền trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngữ bạc nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành và Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con.
Giờ đây xin Chúa thương dạy dỗ để chúng con hằng khôn ngoan sáng suốt, cân nhắc những từ tài trần gian và luôn thiết tha với những từ tài bền vững trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con kính mời gia tòa, mời cộng đoàn ngồi. Trong kính gia giải sứ, hôm nay cùng quý giáo hội hân hoan mừng kính Thánh Francisco Xavier và hòa chung với niềm hân hoan ấy, giáo họ Francisco chúng con nhận ngài làm bổn mạng giáo họ chúng con. Nay cha đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho mọi người trong giáo họ, người còn sống cũng như người đã qua đời, trong tâm tình tri ân thay lời cho cộng đoàn giáo họ chúng con. Xin ý dâng lên cha lời cảm ơn sâu sắc nhất của chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và Thánh Quan Thầy Francisco ban muôn ơn lành xuống trên cha. Kính thưa quý sư, trong thánh lễ hôm nay, mặc dù bận rộn rất nhiều công việc, quý sư đã cùng hiệp dân thánh lễ để cầu nguyện cho giáo họ chúng con và giúp đỡ cho giáo họ chúng con về mọi mặt trong thánh lễ thêm phần long trọng hơn. Chúng con xin tri ân nhận lời truyền cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh, ban cho quý sư luôn hồn ăn sức mạnh. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý ban hành giáo xứ, quý chức đương kiều trong và ngoài giáo họ. Xin cảm ơn các đoàn giáo xứ lễ sinh, ban ngành đoàn thể, quý ân nhân và cộng đoàn đã phục vụ, giúp đỡ và tham dự thánh lễ đầy đủ để cầu nguyện cho giáo họ chúng tôi. Nguyện xin Thiên Chúa và Thánh Quan Thầy ban nhiều ơn lành xuống cho quý vị. Và cũng xin được cảm ơn chính quyền địa phương, ban lãnh đạo ấp đã giúp đỡ cho giáo họ chúng tôi về mọi mặt. Kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào và thành đạt. Sau cùng, để tỏ lòng con thảo và biết ơn cha, cộng đoàn giáo họ chúng con xin giơ kính dâng lên cha nắng hoa tươi, xin cha thương nhận. Và sau cùng xin cha cho chúng con đôi lời chia sẻ. Thưa thế, xin cộng đoàn chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng cho giáo họ Thánh Francisco. Cũng xin cảm ơn ông trùm Quảng là trùm trưởng giáo họ đã đại diện giáo họ có những tâm tình để gửi đến chúng tôi như cộng đoàn cho ngày lễ hôm nay. Trước hết, chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta đang sống trong mùa vọng, mùa chờ mong Chúa đến. Và quý vị nhìn cái quan cảnh của giáo họ Thánh Francisco thấy cũng tương đối là đã xong phần trang trí thì Giáng sinh, điện cũng nhập nhòe chớp chóng chớp nhoáng và khăn đá các thứ cũng rất là nhìn chung tổng thể cũng hoành tráng. Nhưng chúng tôi vẫn nói rằng hôm thứ năm tinh thần chúng tôi đã nói chúng ta chuẩn bị để đón Chúa đến bằng cái hình thức bên ngoài cũng là tốt, nhưng đấy chưa đủ. Nếu chúng ta chỉ có bên ngoài trang hoàng cho thật đẹp, thật rực rỡ, nhưng trong tâm hồn chúng ta không đẹp, không rực rỡ để đón Chúa đến, bằng việc chúng ta xưng tội làm sạch tâm hồn của mình, sốt sắng hơn trong đời sống đạo, thì cái việc chúng ta trang hoàng đó cũng chỉ là cái bề ngoài. Cũng vậy, chúng ta đã nhận Thánh Francisco là bổn mạng của chúng ta thì chúng ta cũng hãy noi gương Thánh Francisco trong việc loan báo tin mừng của Chúa cho anh chị em. Chúng ta loan báo tin mừng không phải bằng việc chúng ta đi, chúng ta giảng đạo,
như các cha, các thầy, các sơ, những người đi tu. Nhưng với những người giáo dân thì chúng ta truyền giáo bằng cuộc sống của mình, ngay tại môi trường sống và làm việc của chúng ta, bằng một đời sống đạo tốt lành, không làm những chuyện xấu, không hùa theo thế gian để làm những cái chuyện không hay. Đó, khi chúng ta sống được tốt như thế thì chúng ta cũng đang truyền giáo bằng chính cuộc sống của chúng ta. Chúng tôi cầu chúc cho tất cả mọi người, đặc biệt là giáo họ Thánh Francisco hôm nay mừng bổn mạng. Chúng ta mừng lễ trong tinh thần hân hoan, nhưng hãy nhớ rằng đặc tính của mùa vọng là chúng ta không có làm quá đáng, có nghĩa là có tổ chức ăn uống tiệc tùng. Chúng ta cũng hãy nhớ trong tinh thần mùa vọng nhẹ nhàng, đừng có thâu đêm suốt sáng, rồi cuối cùng ngày mai là ngày Chủ nhật, lại tối hôm nay là nhậu nhẹt say xỉn xong, cuối cùng sáng mai lễ lại không đi được. Chúa vẫn nhắc chúng ta, anh em đừng chè chén say sưa mà quên mất sự chuẩn bị tâm hồn của mình. Sau giờ này có ăn tiệc ăn tùng, chúng ta cũng đừng có chè chén say sưa quá đáng, để rồi ngày mai chúng ta lễ lại không đi được. Xin mời cộng đồng đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em. Lời xong chúc anh chị em đi bình an.